Let go. Here you go. Chỗ này dễ thích khe. Kìa con qua bên kia kìa, bên kia có mấy cái khung nuôi chó này. Mày nói. Tạo lên. Turtle kìa. So this is new water jumping in this trong này đâu có con gì đâu ta. Ồ, con à. 129 đô. Con này là rắn. Ồ, dạ. Ở đây có rắn nha. Thấy giá. Ồ, con rắn đỏ nữa kìa. Đồ. Con này cũng 100 đô. Rắn 100 đô một con nè. Ai mà nuôi chỗ em thấy trăng sợ quá. Ai mà nuôi mấy con này. Trong này có một con nữa nè. Bên này có một con nè. Con này 400. Banana. Banana đọc sao? Beauty P hả? Pewter P 400 đô. Wow. Không thấy. Cái này con bán con này. Mà không thấy. À nó chui vô đây nè. Con này lớn lắm à. Con này 300 rồi. Con 300. Hồi nãy 200. Con này bự hơn chút. 300 đô. Ôi, còn con nào khác không? Ô bên này có con gì lạ lắm nè. Con keko. Bên này có con keko 65 đô. 65 đô con keko. Con gì nó mới lột da ở đây vậy? Con này leopard keko 33 đô. Em đẹp không? Con này đẹp ghê không? Leopard keko. Mommy. Ơi. Dog will get exercise. By Daddy Tango next to each other. Cho tụi nó đánh nhau hả? Cho nó exercise một cách cho nó đánh nhau hả? Sừng lông lên nhau hả? Nói không, phải có hồ cá là mình phải có cái filter như vậy nè. Để mình lọc nước. Poor puppy girl.
Rồi cái hồ, phải làm cái hồ, rồi phải có cái đồ lọc giống như đó nhá. Rồi phải có đồ mà có đo ấy cái nhiệt độ hồ nước nữa. Con này con nó cứ hai con dài quá. Con này có bán con phót này nhỏ xíu xíu nè, đi lên con phót mà nó nhỏ xíu nè, nó nhỏ như cái móng tay của mẹ vậy nè. Tao có đụng nó nhé. Tao có đụng nó. Ừ, con nó có độc á, phải không? Đụng vô chết thôi. Thì cái này đang chấm. Ô, 1 2 3 con vẫn. Con này độc nè, phải không? Con cái sọc đỏ sao. Mẹ in cái này ba cái. 1 2 đi lên. 2. Bên này là bán đồ. Có đồ chó mèo ở đây không? Không có rồi. Bên này không có mèo con ơi. Bên này không, chỉ có, bên này chỉ có đồ ăn với đồ thách khe nó thôi. Không có mèo ở đó bên này. Bên này chỉ có tắm thôi, chỉ có cái salon cho nó thôi. Ồ, có hả? Có mèo hả? Con mèo nó sợ tiếng ồn lắm con. Con mèo đen. Mèo này lớn hết trơn rồi. Ở đây trong này có 4 con mèo à. Nè, trong này có 4 con mèo, có địa, có tên của nó nè, có tuổi của nó nè. Có sức khỏe của nó.